Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi thông tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Dự báo đêm nay đến sáng sớm ngày mai Nam Bộ sẽ tạnh ráo, dịu mát và nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cũng như là phần lớn những thành phố khác dao động trong khoảng là từ 22 cho đến 25 độ. Sau 9 giờ sáng thì nắng sẽ lên mạnh và nhiệt độ sẽ tăng rất nhanh, trời nóng lên. Tại miền Đông, một số khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Phú, Tây Ninh, Thủ Dầu Một và một số khu vực miền Tây như là Cao Lãnh, Châu Đốc, Vĩnh Long sẽ có nắng nóng, nhiệt độ trong khoảng là từ 35 thậm chí là có nơi 36 độ. Riêng Cần Thơ và một số nơi khác, nhiệt độ chỉ ở mức dao động trong khoảng 32 cho đến 34 độ mà thôi. Trời nóng như vậy thì nhu cầu sử dụng máy lạnh sẽ tăng cao, nhưng để sử dụng máy lạnh một cách hiệu quả và tiết kiệm điện thì quý vị chúng ta lưu ý sẽ sử dụng rèm với những phòng có nhiều cửa kính, bởi vì cửa kính sẽ hấp thụ nhiều nhiệt lượng từ mặt trời, vừa tiêu tốn điện năng lại rất lâu mát. Và nhiệt độ máy lạnh hợp lý được khuyến cáo trong khoảng dao động đó là từ 26 cho đến 28 độ, kết hợp với quạt để quá trình lưu thông không khí làm mát trong phòng được đẩy nhanh cũng như là đồng đều hơn. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển, thời tiết các vùng biển đang ổn định và khắp các khu vực từ Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang ra ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió sẽ là khoảng cấp 3, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, ngày mai trời nắng. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.